Xin giới thiệu với các bác, hôm nay có một cái chủ đề rất là hot đây nha. Tức là mình sẽ quay qua cho các bác một cái vườn ở đây, đi vào trong cái thung lũng tuyệt vời luôn. Nhưng mà các bác thì nhiều bác cứ bảo là lấy cây cao lều nghêu phải không? Cây cao lều nghêu, để em bảo các bác này, cây cao quá thì không tốt lắm đâu. Đấy, cây như này là mới đẹp. Đó, cây như này là mới là chuẩn đây. Đây, một gang này, hai gang, ba gang rồi. Cái loại này nhưng mà tứ tầm 40 50 phân hoặc là 35 phân là chuẩn nhất. Đó, nhiều bác ở đâu ở Hòa Bình, Sơn La rồi sau khi lấy một vài cái cây cây quế của ở đâu ấy, thế là trồng ấy nó bị cao quá. Riêng cái bầu ở đây nó này, đây này mình cho các bác xem nha. Đây nha, nên là cái bầu thì nó khoảng bằng này thôi, thì các bác cứ đấy bầu bằng này thì cây cây đẹp như này rồi. Còn các bác lại lấy cứ cây cao quá là 70 80 hoặc 1 mét thì cây đấy thì cái rễ nó đâm sâu xuống thì sẽ chết đấy. Đây rễ như này là đẹp tuyệt vời này, đó cái cây này này, thấy chưa ấy. Còn nhiều bác cái cứ bảo là lấy cây cao quá mà cái bầu nó nhỏ như này thì cây cao quá làm gì mà tốt được. Đó. Khi mà đi trồng ấy, em đã được rút nhiều rồi, do vậy em biết này, cái cao ấy mang về 1 2 ngày loại dài ấy, cái rễ nó đâm sâu xuống đất rồi, khi mà mình còn chưa đảo xong thì các bác lại mang đi trồng rồi, đâm ra là những loại cây kia thì nó tỷ lệ sống là hơi thấp này. Đó. Thế báo giá cho các bác luôn nhá. Vườn này thì là tuyệt vời rồi, thì xin báo giá trực tiếp. Đó, trực tiếp luôn. Ở tại vườn. Những cái cây mà đây mà em bốc là cứ khoảng từ 35. Đây, từ 35 này cho đến 60. 60 cũng có cây 70 luôn. Thì báo giá trực tiếp ở đây là có 1.200 một cây. Đẹp tuyệt vời luôn cả vườn bên này đó. Nhìn sang bên kia nhá. Cái vườn bên này thì ở đây có khoảng hơn 8 9 sao, chắc là 8 9 sao. Đấy, nhìn như này một cái bãi. Thế thì báo giá trực tiếp để các bác có cái nhìn và cái giá cạnh tranh ở đây. Các bác đi đâu thì các bác đến đây lấy. Nhà vườn ở đây là ở khu vực Tràng Định, Lạng Sơn nhá. Đó, bên này là hơi thấp này. Bên này thì là không lấy đâu, sẽ lấy những cái loại cao bên này. Đấy, bên cao bên này nha, tuyệt vời luôn. Cả bên kia nữa, bên này còn tầm khoảng 4 5 vạn cây nữa, 4 đến 5 vạn cây nữa thôi. Hôm nay đã bốc đi 8 vạn rồi. Cả bên này nữa thì chắc phải mấy trăm vạn, nhưng mà phía bên kia thì phía bên kia đã bốc đi rồi. Thế còn bên này thì là còn khoảng hơn chục vạn cây nữa, cho là hơn chục vạn cây nữa. Đó. Thế thì nhiều bác cứ muốn thích loại cây cao quá ấy, nhưng mà cái bầu thì nhỏ thì lại không hay đâu. Đấy là em chia sẻ kinh nghiệm cho các bác như thế. Và bây giờ thì xin là nói về cái giá cạnh tranh luôn, cái cạnh tranh và báo giá với các bác ở tại vườn luôn. Đấy, tại vườn luôn nha. Thì đối với loại cây mà cao từ 35 đến 60 hoặc 70 mà em sẽ bốc như thế, cây thì sẽ 1.200. Các bác đến tận vườn mà lấy. Đó. Thế thì xin chào các bác. Chúc các bác có một cái kinh tế gia đình khấm khá, làm ăn phát đạt. Đó, thế nha. Chào các bác nha.